Hello hello xin chào các bạn đến với thuần capital ngày hôm nay ngày hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại hoa kỳ ở việt nam khi đã bước qua ngày thứ tư rồi và hôm nay đó chúng ta cũng có một số những thông tin rất là nổi bật các bạn chúng ta có cái cập nhật đến từ cái buổi điều trần tại thượng viện liên quan tới sụp đổ của ngân hàng chúng ta đương nhiên sẽ nói về thông tin này chúng ta cũng có những cái thông tin như là liên quan đến binance đã một ngày trôi qua rồi thì sau khi chúng ta nhận được cái thông tin là sàn Binance bị kiện bởi SEC, đó thì có những động thái gì? Có một số tin đồn nói là Binance có rất nhiều tiền bị rút ra khỏi cái sàn nhưng mà có thật sự hay không nên thì sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn một lát nữa rồi chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Ethereum và một số những cái thông tin nổi bậc khác sẽ chia sẻ trong video này nhưng mà đầu tiên hết chúng ta hãy dành một ít thời gian để xem coi là chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay như thế nào thì các bạn đã thấy được là cả ba chỉ số lớn là một màu đỏ trong đó chúng ta có Nasdaq xuống 0.45%, chúng ta có S&P 500 đó, xuống 0.16% và Dow Jones hôm nay xuống 0.12. Nói chung là một ngày có màu đỏ nhưng mà cũng không màu đỏ lắm các bạn. Pre-market thì bây giờ ra thì cả ba chỉ số đang có một cái sự hồi phục nhẹ. Còn về dầu thì sao? Dầu đó hôm nay ở mức là 73.67 cent một thùng dầu của bạn. Nói chung cái hợp đồng dầu ở mức này đó cũng là cái mức thấp trong thời gian 3 4 tháng qua chúng ta cũng đã nói là trong vòng 3 4 tháng qua đó giá dầu dao động trong phạm vi là từ 70 đến 80 đô la thì mức này coi như cũng là thấp rồi các bạn. Còn những mà nào mà quan tâm tới vàng đó thì hôm nay vàng coi như cũng không có thay đổi nhiều. Hôm nay xuống 0.17% nhưng mà vẫn ở mức coi như là cao đối với vàng gần đây ở mức là 1970 đô cho một ounce vàng. Khi mà chúng ta nhìn vào hợp đồng vàng đó các bạn cũng sẽ thấy được là trong thời gian khoảng chừng là hơn 2 tuần qua đó chúng ta cũng thấy vàng cũng có một cái sự tăng trưởng sau khi mà chúng ta nghe cái tin tức Uh, những ngân hàng gặp vấn đề. Các bạn đã nhớ lúc đó là khoảng chừng là ngày 9 tây uh, tháng 3 ở Hoa Kỳ thì chúng ta đã được là từ ngày 9 cho đến bây giờ đó vàng ở mức là khoảng chừng 1867 đô cho một ounce vàng. Bây giờ ở mức là 1969 đô ngày hôm nay thì coi như cũng là một cái sự tăng trưởng đáng kể đối với vàng và giá vàng cũng đã có một cái thời gian ngắn đó ngày 22 hay ngày 23 cũng đã qua khỏi 2.000 đô nhưng mà đã không giữ được các bạn bây giờ vẫn đang dưới 2.000 đô nhưng mà cái sự tăng trưởng cũng rất đáng kể chúng ta thấy được đó chính là BTC các bạn Bitcoin đã tiếp tục tăng trưởng rất là nhiều và đặc biệt đó là chúng ta thấy được là sau cái thông tin liên quan tới Binance ngày hôm qua thì chúng ta được cũng đã có một cái đợt bán BTC dẫn đến giá đi xuống mức thấp đó là 26.500 đô nhưng mà sau đó thì giá đã có sự hồi phục lại và cái mức mà chúng ta cũng đã quen thuộc rồi gần đây các bạn thấy được là giá BTC xoay quanh tới mức là khoảng chừng 27.000 đô và cái mức này đã là một cái mức cao so với là chúng ta thấy được là khi mà cái sự kiện liên quan đến ngân hàng xảy ra chúng ta đã nhớ là cái ngày đó là khoảng ngày 9 tháng 3 thì chúng ta có thể nhìn thấy được là thời điểm ngày 9 tháng 3 đó lúc đó giá của BTC là khoảng chừng 20.000 đô mà thôi thì từ cái mức 20.000 đô mà chúng ta thấy được là giá BTC đã tăng liên tục hơn 2 tuần qua. Đến thời điểm bây giờ đó thì tính sơ qua chúng ta thấy được là BTC cũng đã tăng khoảng chừng là 36% rồi, một phần trăm rất là đáng kể. và hầu như các bạn thấy được là ngoại trừ cái sự phản ứng ngay lúc mà có thông tin liên quan tới Binance và CFTC ra đó thì sau đó thị trường hầu như cũng không quan tâm nhiều đến thông tin đó. Nhưng mình thường sẽ chia sẻ thêm một số tài liệu liên quan đến CFTC và Binance một lát nữa và chúng ta có thể nhìn thấy được là cả thị trường crypto đó ngày hôm nay thì hồi phục lại là 2.4% chúng ta đã gần trở lại cái mức là 1.2 nghìn tỷ BTC đã coi như trở lại cái mức là hơn 27.000 đô Ethereum thì gần 1.800 đô các bạn tăng 3.7% chúng ta có XRP tăng 9.7% các bạn và Cardano tăng 9.3% vẫn rất là nhiều của sự lạc quan trên thị trường chúng ta hiện bây giờ không có thêm những cái thông tin mới hơn liên quan đến vụ kiện giữa SEC và XRP và cái tin đồn tuần vừa rồi đó đến từ Fox Business cũng đã không có chính xác các bạn các bạn đã nhớ là tuần rồi thì có tin đồn là có khả năng là cái vụ kiện này sẽ có kết quả nhưng mà cuối cùng cả tuần chúng ta chờ đợi cũng không có kết quả và bây giờ đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là mọi người cũng rất là lạc quan vẫn kỳ vọng là ripple sẽ chiến thắng scc và đó cũng là cái sự kỳ vọng của thuần để cho scc à, bị chắc chở bị đẩy lùi chứ nếu như không là chúng ta sẽ thấy được scc cứ liên tục đạt thị trường này và phần lớn thị trường ngày hôm nay là một màu xanh như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình rồi Nhưng mà các bạn có biết là hôm nay cho dù phần lớn đó, thị trường tài chính cũng không có cái sự thay đổi nhiều Hay là chúng ta có một màu xanh xuất hiện Nhưng mà chúng ta có biết là có hai cổ phiếu hôm nay đã lại rớt tơi tả Các bạn có đoán được hai cổ phiếu đó là gì hay không? Để thường chia sẻ với các bạn Thứ nhất đó chính là SVB các bạn, cổ phiếu của Silicon Valley Bank Thì cổ phiếu này các bạn đang thấy được đã ngưng giao dịch từ ngày 8 tháng 3 và chỉ mới mở lại dịch ngày hôm nay mà thôi thì các bạn thấy được là trong thời gian khoảng chừng 2 tuần đã không có giao dịch cổ phiếu này tại vì sao vậy các bạn tại vì cái sự hỗn loạn sau khi mà cổ phiếu đó đâm rất là mạnh à, khi mà có cái thông tin liên quan ngân hàng này bất ổn đó các bạn nên nhớ là lúc đó là ngày 7 tháng 3 các bạn đã thấy được là giá cổ phiếu này đi từ 267 đô mà trong vòng một ngày thôi đã xuống chỉ còn 106 đô và đã ngưng giao dịch và sau đó chúng tôi có biết là những cái sự kiện như là ngân hàng này à, đã được tiếp quản bởi FDIC rồi chúng ta nghe nói tới cái thông tin liên quan tới First Edition à, mua lại ngân hàng này ngày hôm qua tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn nhưng mà sau đó đó thì ngân hàng này đã mở cửa giao dịch ngày hôm nay lần đầu tiên thì các bạn sẽ được cổ phiếu đâm 99% các bạn trong một ngày mình thôi. Thật ra cũng không gì đáng cười được các bạn tại vì rất nhiều người uh, thua lỗ người ta lưu giữ cổ phiếu ngân hàng này mà trong một thời gian ngắn mà thôi. thật ra chúng ta thấy được là giá từ ngày 7 tháng 3 từ 267 đô mà hôm nay chỉ còn có 40 cent mà thôi các bạn Thì có thể là nhiều người nói là trong thời gian 2 tuần giảm nhiều như vậy Nhưng mà thật ra nếu như mà không ngưng giao dịch vào ngày 8 tháng 3 Tôi nghĩ là khả năng về 40 cent trong vòng 2 ngày mà thôi Sự kiện xảy ra rất là nhanh luôn các bạn Và chúng ta có thể nhìn thấy được là một ngân hàng nữa cũng rất là tơi tải ngày hôm nay Đó chính là signature bank cũng tương tự như là SGB các bạn Signature Bank cũng đã cho giao dịch lại ngày hôm nay sau 2 tuần không giao dịch và trước đó các bạn cũng đã nhớ chuyện gì xảy ra rồi Signature Bank vào ngày 8 tháng 3 đó là giao dịch ở mức là 16 đô và trong vòng một ngày thôi từ ngày 8 tới ngày 9 thì đã xuống chỉ còn có 11 đô và sau đó cũng ngưng giao dịch giống như là ngân hàng SBB tại vì ngân hàng này là ngân hàng mà cũng được tiếp quản bởi FDIC hôm nay mở cửa giao dịch lại thì các bạn không thể thấy là chuyện gì xảy ra rồi giảm 99.6% các bạn bây giờ chỉ còn có 41 cent mà thôi thì đối với lại những người mà gửi tiền trong những ngân hàng này đó thì họ không có lo lắng tại vì các bạn đã nhớ là mới đầu thì ai cũng hoảng loạn đó là họ có nhiều tiền trong những ngân hàng này những ngân hàng như là scB Signature tại vì người bình thường nó như thuộc mà các bạn thì có thể là không có lưu trữ nhiều tiền trong ngân hàng tại vì ngân hàng đó được đảm bảo uh, FDIC là 250.000 đô thì đối với nhiều người cái đó là quá đủ rồi nhưng mà đối với một công ty đối với lại một quỹ đầu tư họ lưu trữ số lượng tiền rất là lớn cho nên họ rất là hoảng loạn và đến rút tiền uh, nhưng mà sau đó thì các bạn đã biết là FDIC uh, và Bộ Tài chính cũng như là Fed cũng đã đứng ra đảm bảo là tất cả mọi người đều sẽ rút được tiền các bạn cũng đã biết những thông tin đó rồi à, nhưng mà các bạn thấy được là những người gỡ tiền đó, thì à, họ được đảm bảo nhưng mà những người mà lưu trữ cổ phiếu của hai ngân hàng này thì không có ai cứu họ hết các bạn nhưng mà có nhiều người thì à, lại nói là tại sao phải cứu ai cũng vậy hết các bạn đầu tư à, là chúng ta phải chấp nhận nguy hiểm cũng như chúng ta à, sẽ nhận được những cái lợi nhuận khi mà chúng ta đầu tư đúng thì à, khi mà có rủi ro thì à, người đầu tư phải chấp nhận chứ đâu thế nào mà có rủi ro là lại đi cầu cứu chính phủ được cho nên nhiều người thì nói là những người mà lưu trữ cổ phiếu hay là lưu trữ trái phiếu của hai ngân hàng này đã thì coi như là họ phải chấp nhận cái rủi ro này mà thôi. Nhưng mà nói thật, đây là một cái sự kiện mà chúng ta không thường thấy. Đương nhiên trong cuộc đời của Thuận nên thường không có nhớ lần cuối cùng chúng ta có một ngân hàng lớn sụp đổ được khi nào. Ngoài trừ là chúng ta trở lên năm 2008 đó, lúc đó chúng ta có ngân hàng Lehman Brothers nhưng mà nó cũng không giống như là Signature và SVB. Lehman Brothers một ngân hàng chủ yếu là họ chuyên về đầu tư và cung cấp tình vụ những ngân hàng khác chứ nó không giống như là SVB và Signature Bank khi mà chúng ta có những người bình thường lưu trữ tiền cho ngân hàng này cho nên nó khác một chút các bạn và như các bạn đã biết svb là ngân hàng sụp đổ trong lịch sử lớn thứ nhì tại hoa kỳ tuy là những người mà lưu trữ cổ phiếu đó thì hôm nay họ đương nhiên là không được vui rồi nhưng mà các bạn có biết có một nhóm người rất là vui đó chính là những người nào mà đang có lệnh short hai cổ phiếu này và cũng có rất là nhiều những cái lệnh options chờ để mà được lấy lợi nhuận chi tiết hơn đó là dựa theo bloomberg nếu chúng ta nói tới ngân hàng SVB đó, thì có tổng cộng là 7.660 put option có nghĩa là cái quyền được bán. Tuy nhiên khi nào mà bearish thì đáng giá khoảng chừng là 114 triệu đô la và đối với Signature Bank đó thì tổng cộng có 22.347 put option đáng giá là 148 triệu đô la các bạn. Nói chung đó thì những người nào mà có lệnh short hay là có option put thì hôm nay rất là vui tại vì họ đã chờ đợi hai tuần rồi bây giờ họ mới có thể uh, cash in, có thể uh, lấy tiền của mình được để mà rút được cái lợi nhuận và đương nhiên một chuyện người mà cũng rất vui gần đây các bạn có biết là ông đó chính là joshua joshua có lệnh sốt ngân hàng Silvergate, rất là lớn và đương nhiên ông ta là người mà đã chiến thắng trong cái sự kiện này nói tới option thì uh, cuối tuần này chúng ta lại có một cái uh, hợp đồng đáo hạn rất là lớn các bạn hợp đồng btc và cả ether luôn thì uh, thứ sáu tuần này vào khoảng chừng là 3 giờ chiều giờ Việt Nam. Chi tiết hơn là các bạn thấy được là tính theo giờ UTC là 8 giờ sáng ngày thứ sáu ngày 31 tháng 3 ở Việt Nam đó thì khoảng chừng là 3 giờ chiều cùng ngày ngày thứ sáu còn nếu mà nào mà ở Cali đó thì là 1 giờ sáng ngày thứ sáu các bạn ở Houston thì là 3 giờ sáng ngày thứ sáu thì chúng ta thấy được một cái số lượng lớn option đáo hạn chi tiết hơn chúng ta có 141.000 BTC sẽ đáo hạn chỉ giá khoảng 3.8 tỷ đô la và chúng ta cũng có một số lượng lớn y tờ đáo hạn là khoảng 3 tỷ đô la các bạn cái giá max fan đó thì bây giờ trên debit cho BTC là ở cái mức là 24.000 đô các bạn. Các bạn cũng có thể lên uh, trang web uh, là Bittest để mà xem thì chúng ta có thể được là cái giá max fan cho đáo hạn thứ sáu này là 24.000 đô. Có nghĩa là đây là cái mức giá mà nếu như mà giá BTC ở khung giá này đó thì chúng ta sẽ thấy được là phần lớn các hợp đồng đều coi như là hết hạn và không có giá trị thì không có giá trị ai lợi nhất các bạn đó chính là người bán hợp đồng thì đối với lại hợp đồng nên nhiều bạn có biết là nó khác với lại futures futures thì các bạn có thể long short nhưng mà hợp đồng đó thì các bạn có put các bạn chủ yếu là mua quy được mua và quy được bán và chủ yếu là các bạn tính toán xem coi là cái mức hồi vốn là mức mấy và khi mà các bạn cần phải giá cả đi vào xu hướng nào bao nhiêu thì các bạn mới có thể là dùng hợp đồng của mình để kiếm lời được chứ nếu như mà cái giá mức 24.000 đô ra thì phần lớn hợp đồng là coi như là hết hạn và không có giá trị và nhiều bạn thì lo lắng tại vì hiện bây giờ giá BTC là 27.400 đô mà max pen là 24.000 đô mà chúng ta lại có một cái số lượng hợp đồng lớn như vậy thì có khả năng là sẽ có người làm giá để mà đẩy xuống về xu hướng 24.000 đô để mà kiếm lợi nhuận hay là không thì thường qua là có vôi các bạn và thường cũng không có chứ, sử dụng hợp đồng cho nên cũng không có biết được nhưng mà nếu như chúng ta thấy BTC ở cái mức giá này mà trong vòng khoảng 2 ngày mà xuống 24.000 đô đó thì chúng ta phải thấy giá của BTC là phải giảm bao nhiêu phần trăm để thường cho các bạn thấy được là giá BTC phải giảm 12 phần trăm trong vòng 2 ngày thì có khả năng hay không thì tôi nghĩ là khả năng đó là đương nhiên có các bạn giảm 12% trong 2 ngày chỉ cần một cái thông tin uh, xấu thôi chúng ta cũng có thể thấy được giá BTC giảm liên tục hai ngày mức giá đó rồi. Còn về Ether thì sao? Ethereum nên thì chúng ta cũng có số lượng, lượng hợp đồng đáo hạn ngày thứ sáu này và cái mức max hang là 1.600 đô. Thì nếu chúng ta nói tới Ether thì để trở về 1.600 đô, giá Ether sẽ cần giảm khoảng chừng là 10 1 trong vòng 2 ngày hai ngày sau giá có về mức này hay không thì tự nhiên không ai biết được rồi các bạn hai ngày nữa chúng ta mới biết thôi chỉ thể chia sẻ với các bạn cái thông tin hiện bây giờ mà thôi và bản thân của thuần thì các bạn cũng đã biết là đang vẫn chốt lời à, và nếu như mà giá có một cái đợt đi xuống gì thì cũng là một cơ hội để có thể tiếp tục tích lũy trở lại. Rồi bây giờ tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về tình hình của sàn Binance tại vì sau khi mà có cái thông tin liên quan tới CTC kiện Binance thì có rất nhiều những cái bài viết như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái bài viết đến từ CoinDesk ngày hôm qua nói là có 218 triệu đô la rời khỏi Binance. Chúng ta cũng có cái bài này trên Twitter được chia sẻ nói là có 1 tỷ đô la đã rời khỏi Binance trong vòng 24 giờ qua và cũng có rất nhiều những bài viết tương tự như vậy có thể các bạn cũng đã nhìn thấy rồi thì thêm nhìn những cái bài viết này đó à, thuận thì cũng tò mò muốn biết xem coi là có thật sự là nhiều tiền rời khỏi binance hay là không hay là những bài viết này họ chỉ đưa những con số như thế này để làm cho mọi người có sự lo lắng thôi tại vì trên văn bản một tỷ đô la rời khỏi binance trong vòng hai bốn giờ một tỷ là con số rất là lớn nhưng mà có lớn so với lại tổng cái số tài sản trên sàn Binance sẽ là không thì cho tới thời điểm này thôi các bạn thấy được là sàn Binance họ vẫn còn khoảng chừng là 60.2 tỷ đô la tài sản hiện tại và sàn Binance là sàn mà có nhiều tài sản nhất các bạn trong cái bản thống kê này chúng ta có Binance chiếm 65% của tổng số tài sản kế đó là OKX là 10%, Bitfinex 10%, KuCoin 3.6, Bybit là 3.3, Huobi 3%, Crypto.com là 2% và Debit chỉ có không tới 2% mà thôi. Binance vẫn là sàn lớn nhất hiện tại trong danh sách này và đang lưu trữ là hơn 60 tỷ đô la. Có nghĩa là trước khi mà có 1 tỷ đô la rút ngày hôm qua đó thì tài sản của Binance đã hơn 61 tỷ rồi. Thì 1 tỷ so với 61 tỷ tài sản đó thì cái phần trăm không có lớn nữa các bạn nói chung thì một tỷ nghe là lớn nhưng mà so với lại tổng tài sản của binance thì thực sự là không phải là nhiều lắm và nếu như mà các bạn nhìn một số tài liệu on chain đó thì có một điều các bạn nên hiểu là phần lớn những bài viết khi đơn chia sẻ với các bạn đó là họ viết về cái số lượng tiền rời khỏi nhưng mà hàng ngày các bạn biết là có người withdraw là có người deposit có người gửi vào có người rút ra liên tục như vậy thì chúng ta cần phải xem hai chiều xem coi là tổng cộng chiều vào và chiều ra thì tổng cộng ngày đó là có thêm hay là mất đi tiền ở trên sàn thì chúng ta có thể tìm thấy cái thông tin này ở trên crypto khoan thì để thuận chia sẻ để các bạn dễ hiểu hơn nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng BTC đi vào sàn Binance ngày hôm qua thì chúng ta sẽ lấy là exchange inflow total và chúng ta sẽ filter cho sàn Binance mà thôi thì các bạn sẽ thấy được là ngày hôm qua đó ở trên sàn Binance chúng ta lại có tổng cộng là 14.118 BTC đi vào sàn Binance và cái số lượng này là cao hơn ngày trước đó các bạn Nhưng mà nói chung đó thì zoom ra đây là số lượng cũng coi như là trung bình mà thôi Không phải là một cái số lượng gì gọi là quá đột biến các bạn Chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng outflow là rời khỏi đó thì như thế nào Thì chúng ta có thể filter cho sàn Binance Thì cái số lượng rời khỏi ngày hôm qua đó là 12.417 BTC Và cái số rời khỏi này đó các bạn có thể thấy được cái thanh màu xanh lá cây này Cũng không có gì gọi là quá khác biệt so với những cái thanh trước đó Cứ nghĩ là cũng cỡ trung bình mà thôi chúng ta có 12.417 BTC rời khỏi trong khi mà cùng ngày đó chúng ta có 14.118 BTC đi vào sàn Binance thì các bạn nghĩ là Bitcoin rời khỏi sàn Binance nhiều hơn hay là ít hơn cái số lượng nạp vào thì câu trả lời cái thuật filter cho sàn Binance Netflow có nghĩa là chúng ta tính cả hai đó thì hôm qua sàn Binance thật sự là có hơn 1.700 BTC các bạn có nghĩa là có thêm 1.700 BTC được nạp vào tại vì cái số lượng nạp vào nhiều hơn là rút ra đây là điều mà rất là thú vị có thể là nhiều bạn nghĩ là hôm qua có thể một ngày mà nhiều người lo lắng rút ra nhiều hơn nạp vào nhưng mà kết quả thì lại ngược lại nhưng nói chung đó cũng không có gì gọi là nhiều các bạn đây cũng là một cái ngày mà cũng không có gì đáng kể hết so với những ngày trước đó như là ngày 12 tháng 3 thì lại có nhiều BTC giao sàn Binance hơn. Cho nên đối với BTC đó thì ngược lại chúng ta thấy là Binance ngày hôm qua đã có thêm BTC chứ không phải là mất đi BTC. Ethereum đó thì thuận sẽ chia sẻ với các bạn trên sàn Binance thì cũng tương tự. xuống đập vào rút ra đó thì ngày hôm qua chúng ta lại có thêm Ether ở trên sàn Binance Chi tiết hơn là có khoảng chừng 36.615 Ether đã được nạp vào Và cái phần này cũng không gì gọi là quá đặc biệt các bạn Cái thanh màu Santa cây này thì cũng cỡ như những thanh trước đó mà thôi Stablecoin thì như thế nào các bạn Khi mà chúng ta nói tới Stablecoin đã được filter cho sàn Binance Thì các bạn thấy được là Stablecoin ở trên sàn Binance đó, Thì ngày hôm qua có 329 triệu đã rút ra khỏi sàn Binance so với lại cái số lượng mà nạp vào và thật ra đó stablecoin là phần lớn được rút ra hàng ngày trên sàn Binance và chúng ta thấy được là cái thanh màu đỏ này so với những thanh màu đỏ trước đó thì cũng trung bình mà thôi nói chung đó hôm qua thì chúng ta thấy được là không như là bất thường ở trên sàn binance hết kết quả đó thì đúng là chúng ta thấy là sàn binance đã mất đi khoảng một tỷ đô la có thể là những cái all con khác nhưng mà cũng không phải là một ngày mà có nhiều withdraw như là nhiều người nói Ý của thuận là thuận không phải nói là Binance là một nơi mà các bạn có thể lưu trữ nhiều tiền một thời gian dài thuận đã từng chia sẻ với bạn là đừng có lưu trữ quá nhiều tiền ở trên sàn chúng ta nên tìm hiểu làm sao để mà tự lưu trữ sang giao dịch để mà dùng giao dịch mà thôi chứ không phải là nơi lưu trữ tiền thuận chỉ có thể chia sẻ với các bạn đó là những phản ứng của mọi người sau khi mà có cái thông tin về sàn Binance bị ctc kiện thì hầu như các trader không có phản ứng nhiều chúng ta được là giá đã trở về à, như là không có chuyện gì xảy ra và sàn binance thì cũng không có nhiều dấu hiệu là nhiều rút tiền thôi chỉ chia sẻ được bao nhiêu đó mà thôi khi nào mà có theo thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn